Như trên cha và con là thân thật. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Lời đầu tiên xin chào mạnh mẽ quý bạn chị em. Ngày hôm nay cả giáo hội mừng kinh thánh Matthew, tông đồ là tác giả của tin mừng thứ nhất. Chúng ta mừng kinh thánh Matthew ngày hôm nay là chúng ta tôn vinh lòng thương xót của Thiên Chúa đã tràn đến tâm hồn của thánh nhân, và chúng ta học nơi thánh Matthew chính là cố gắng biến đổi cuộc đời mình để bước theo Chúa Giêsu mỗi ngày và cuối cùng viết lên cuộc đời của Chúa Giêsu bằng chính cuộc sống của mình. Trong tâm tình ấy, hội nguyện xin hiệp ý tạ ơn Chúa Đức Mẹ, xin cho gia đình bình an, cho các con đi xa được bình an, thi đấu đạt kết quả tốt. Xin tạ ơn Chúa cho lễ đã cho lễ cưới được bình an tốt đẹp. Xin cho công trình của giáo xứ được tiến triển tốt đẹp. Xin cầu cho linh hồn Gioan Bautista danh ngàn dỗ, linh hồn Maria, linh hồn Giuse, linh hồn Maria danh ngàn dỗ, linh hồn Phaolô và các linh hồn cùng linh hồn hai cha cố Giuse và cha cố Francisco của chúng ta. Giờ đây một lần nữa chúng ta dâng lên Chúa qua lời nguyện cầu của thánh Matthew những lời nguyện riêng mà chúng ta muốn cầu cầu ngài trong thánh lễ ngày hôm nay. Để lời cầu xin của chúng ta đã được Chúa thương chấp nhận, chúng ta thật lòng thông hôn. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế tên là Matthew. Người phán bảo ông: hãy theo ta. Ông ấy đứng dậy đi theo người, và xảy ra khi người ngồi dùng bữa trong nhà thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của người. Những người hiền phái thấy vậy liền nói với các môn đệ người rằng: tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy? Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì. Ta muốn lòng nhân từ chứ không phải là y lệ, vì ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi. Đó là lời Chúa. Một lần nữa xin kính chào toàn thể cộng đoàn. Ngày hôm nay chúng ta toàn thể hội thánh mừng lễ thánh tông đồ Matthew, tác giả sách Tin Mừng. Và ngài còn có một cái tên gọi là Lê-vi, một người thu thuế. Bài tin mừng hôm nay được trích trong sách Tin Mừng theo thánh Matthew là của ngài, và hội thánh muốn cho chúng ta nghe chính thánh sử Matthew kể về ơn gọi của mình, về sự biến đổi của mình khi nghe tiếng Chúa Giêsu kêu gọi hãy theo ta. Tin mừng hôm nay cho chúng ta một cái nhìn về lòng thương xót của Thiên Chúa và ước muốn hoán cải và biến đổi của con người. Matthew kể lại, Chúa Giêsu đi ngang qua và thấy ông đang ngồi ở bàn thu thuế. Đi ngang qua, khi mà nghe như vậy thì có lẽ trong đầu chúng ta nghĩ rằng là có lẽ Chúa tình cờ đi ngang qua, giống như một người nào đó đi ngang qua nhà thờ thấy điều này điều kia vậy thôi, chứ không phải có chủ ý. Khi mà chúng ta nghe nói Chúa Giêsu đi ngang qua và thấy Matthew thì lập tức chúng ta có thể nghĩ rằng chắc là một việc tình cờ rồi Chúa Giêsu hứng khởi gì đấy, hoặc là thấy còn thiếu môn đệ, thiếu tông đồ đem rồi Chúa gọi.
không phải là như vậy, nhưng là một việc có ý định, có tính toán của Chúa Giêsu. Ngài cố ý đi tìm Matthew như là người mục tử nhân lành đi tìm con trên làng vậy. Và tại đó lòng thương xót của Chúa và sự tin tưởng của Thiên Chúa đặt nơi con người đã chạm vào tâm hồn của Matthew dưới tiếng gọi hãy theo ta. Phần Matthew trước khi được Chúa Giêsu gọi, ông là một người thu thuế, và cộng đoàn chúng ta biết là gì nào? Người thu thuế là đối với người Do Thái thời bấy giờ là rất là tai tiếng. Họ bị người Do Thái xem là những con người ô uế, tội lỗi, đồng hàng với lại những cô gái điếm và những kẻ bất lương, bởi vì họ dính bén với lại đế quốc Roma xâm lược. Họ đối giáo cho rằng là tay sai, và họ dính bén với tiền bạc thì cho dù muốn hay không muốn thì cũng ít nhiều cũng từng là chuyện bất công. Matthew đã bắt gặp ánh mắt của Chúa Giêsu và tiếng gọi của Ngài, thế là ông đã cho lòng thương xót của Chúa chạm vào trong tâm hồn của mình, để rồi ngay lập tức Matthew ghi lại. Ông đứng dậy rời khỏi cái bàn thu thuế, rời khỏi cái công việc ông đang làm, rời khỏi cái cuộc đời mà ông đang sống, để rồi bước ra khỏi cái cuộc sống tội lỗi ấy, bước ra khỏi cái cuộc sống bị khinh chê của ông đi theo Chúa và trở thành tông đồ, thành một nhà truyền giáo, thành một người viết lại cuộc đời của Thầy Chí Thánh, không những bằng con chữ nhưng là bằng còn bằng cả cuộc sống của mình nữa. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay thì Thiên Chúa cũng đi tìm mỗi người chúng ta, và ai trong chúng ta cũng là người có tội, người lỗi ít, lỗi nhiều, người tốt hơn, người xấu hơn, ai cũng có lỗi, có tội cả. Nhưng mà Thiên Chúa không chê bai chúng ta, và Ngài luôn ngỏ lời với mỗi người chúng ta, hãy theo ta, hãy bắt chước ta, hãy để lòng thương xót của Chúa tràn vào trong tâm hồn của mình, và hãy học nơi Thánh Matthew mà chúng ta được kính ngày hôm nay. Ngài là mẫu mực cho những ai muốn được Thiên Chúa biến đổi và chấp nhận đi theo tiếng gọi của Ngài để trở nên thánh. Chúng ta nên chấp nhận con người tội lỗi của chúng ta để tin tưởng phó thác vào lòng thương xót của Chúa. Mà sao con nói như vậy là bởi vì thương đoàn là có nhiều người đã bỏ xuống tội trước lễ nhiều năm vì một cái lỗi lầm nào đó, rồi ngay đến tòa dạy tôi sợ không biết Chúa tha không, rồi không biết cha có la không, sợ bị quê, rồi sợ không được tha, và khi đó nó lại trở thành một cái cớ để không còn đi đến nhà thờ nữa, không còn muốn gần Chúa, đồng nghĩa với việc mất niềm hy vọng, mất đức tin, mất Chúa. Và khi chúng ta tìm đến với Chúa để xin ơn tha thứ và làm lại cuộc đời, thì chính tội lỗi của chúng ta lại trở thành một bài học dạy cho chúng ta về sự khiêm nhường trước Chúa và khiêm tốn với anh chị em của mình, biết bao dung và đồng cảm với anh chị em của mình hơn. Bởi vì chúng ta là những người có tội, nên bây giờ chúng ta được ơn tha thứ, chúng ta cảm nhận lòng thương xót của Chúa, thì đến được chúng ta, tự nhiên chúng ta sẽ có học được sự cảm thông, yêu thương, đón nhận những lỗi lầm, những khuyết điểm của những người chung quanh chúng ta, trong gia đình, trong cộng đoàn chúng ta sinh hoạt hay là trong cộng đoàn chúng ta làm việc. Chúng ta sẽ cảm thông, quảng đại, dễ dàng hơn. Ai mà có kinh nghiệm được tha thứ thì người đó càng có được cái sự cảm thông đối với người khác. Cuộc sống của chúng ta lúc đó sẽ lại giống như Thánh Matthew vậy, trở thành một lời loan báo của tình yêu của Thiên Chúa một cách hùng hồn. Vậy ngày hôm nay ước mong cộng đoàn chúng ta qua lời cầu của Thánh Matthew nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa và sống lòng thương xót ấy trên chính cuộc sống của chúng ta, cũng như là sống lòng thương xót ấy đối với anh chị em xung quanh chúng ta.